Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 20 tháng 7 cho biết, lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ giúp huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus trong các cuộc tập trận ở thao trường quân sự Brest, một khu vực quân sự gần biên giới với Ba Lan. Ba Lan và các nước thành viên NATO vẫn luôn lo ngại rằng sự xuất hiện của tập đoàn Wagner ở Belarus có thể dẫn đến sự gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, Ba Lan đã bắt đầu chuyển hơn 1.000 binh sĩ đến phía đông của nước này. 500 cảnh sát Ba Lan cũng đã tăng cường tới biên giới với Belarus. Với động thái tập trận của Wagner và Belarus, giới quan sát cho rằng Ba Lan sẽ đề cao cảnh giác hơn nữa để đối phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào. Trong một video vừa được công khai mới đây, thủ lĩnh tập đoàn quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin được coi là có lần đầu tiên xuất hiện kể từ vụ nổi loạn ở Nga vào cuối tháng 6. Trong video, ông Prigozhin nói, "Chào mừng các bạn, chào mừng đến với vùng đất Belarus. Chúng ta đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga. Chúng ta tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Hãy đợi một thời điểm khi mà chúng ta có thể trở lại Ukraine và chứng minh bản thân một cách trọn vẹn." Ông Prigozhin cũng yêu cầu các thành viên Wagner cư xử tử tế với những người dân địa phương, đồng thời tuyên bố sẽ giúp quân đội Belarus trở thành lực lượng mạnh thứ hai thế giới. Sau cuộc nổi loạn vào ngày 24 tháng 6, ông Prigozhin đã đạt được thỏa thuận chuyển tới Belarus với Điện Kremlin. Các thành viên của Wagner cũng đã được lựa chọn hoặc đến Belarus hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về nhà. Trong vài ngày qua, ảnh vệ tinh thương mại của công ty Mỹ Planet Labs chụp gần đây và được BBC công bố cho thấy các đoàn xe của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner di chuyển trên tuyến cao tốc M5 ở Belarus hướng đến căn cứ Tesen nằm cách thủ đô Minsk hơn 100 km. Trong ảnh chụp trước đó, ít nhất 300 liều bạc đã được dựng lên ở căn cứ này trong vòng 2 tuần kể từ khi lực lượng Wagner chấm dứt nổi loạn tại Nga. Nhóm giám sát độc lập Belarusky Hadrun nói rằng ít nhất 60 phương tiện của Wagner đã tiến vào Belarus vào hôm 15 tháng 7 và hơn 100 đơn vị khí tài đã được bố trí ở căn cứ Tesen. Tổng thống Alexander Lukashenko vào hôm 17 tháng 7 cũng tuyên bố lực lượng Wagner đang có mặt ở khu trại của họ trên lãnh thổ Belarus. Các kênh Telegram có liên hệ với Wagner tuần trước cũng thông báo hạ quốc kỳ Nga và cờ của tập đoàn ở trung tâm huấn luyện chủ chốt Molkino thuộc tỉnh Krasnodar. Thông báo cơ sở này sẽ ngừng hoạt động từ ngày 30 tháng 7. Wagner dường như đã rút lui khỏi chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, xung đột giữa Kiev và Moscow vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng gây ra nhiều hậu quả và tác động nghiêm trọng, đặc biệt là đối với thị trường nông sản Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa tuyên bố nước này sẽ không mở cửa biên giới cho các sản phẩm ngũ cốc từ Ukraine sau ngày 15 tháng 9 khi lệnh cấm của EU hết hiệu lực. Vào ngày 28 tháng 4, Ủy ban châu EC đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia về việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông sản của Ukraine vào ngày 2 tháng 5. EC đã thông báo áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine. Tháng trước, EC đã kéo dài lệnh cấm cho đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 7, ông Morawiecki cảnh báo rằng Ba Lan sẽ không mở cửa biên giới với Ukraine đối với các sản phẩm ngũ cốc. Lưu ý rằng EC cần nghiên cứu về các quy định nhằm mở rộng lệnh cấm này, hoặc chúng tôi sẽ tự làm điều đó. Ông Morawiecki nói, mọi thứ không tốt cho nền nông nghiệp, Ba Lan đều phải bị chặn. Tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan đưa ra sau một thỏa thuận được ký kết trước đó cùng ngày bởi các bộ trưởng nông nghiệp của 5 quốc gia thành viên EU, tiền tuyến, Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania. Tất cả đều có chung biên giới với Ukraine. Các bộ trưởng của những nước trên đã thống nhất quan điểm chung về việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các loại ngũ cốc từ Ukraine cho đến cuối năm 2023. Ba Lan vẫn đang cho phép quá cảnh ngũ cốc từ Ukraine. Ông Morawiecki nói, người Ba Lan kiếm được tiền khi quá cảnh, không có nguy cơ gây bất ổn thị trường nội địa. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và cho phép quá cảnh. Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm, cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng gây ra nhiều hậu quả vì tác động nghiêm trọng, đặc biệt là đối với thị trường nông sản Ba Lan. Các vấn đề với việc vận chuyển hàng hóa của Ukraine càng trở nên trầm trọng hơn do Nga từ chối kéo dài thỏa thuận ngũ cốc.
do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo đó, Nga cho phép vận chuyển sản phẩm của Ukraine qua Biển Đen, con đường hiệu quả nhất. Năm nước Trung Âu trên lo ngại rằng việc Nga chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc có thể dẫn đến dòng chảy ngũ cốc gia tăng và gây tắc nghẽn ở năm quốc gia này. Theo tờ Al Jazeera, một kênh thông tin độc lập bằng tiếng Ả Rập vừa được thông tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các tàu đến Ukraine được coi là có khả năng vận chuyển hàng hóa quân sự. Lý giải về quyết định này, Nga đã cảnh báo rằng các tàu đi đến các cảng Biển Đen của Ukraine sẽ được coi là mục tiêu quân sự tiềm năng, vì Kiev cho biết họ sẽ thiết lập một tuyến đường vận chuyển tạm thời để tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép vận chuyển thực phẩm từ các cảng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ coi tất cả các tàu đi đến Ukraine có khả năng chở hàng hóa quân sự thay mặt cho Kiev, và các quốc gia treo cờ của các tàu như vậy sẽ được coi là các bên trong cuộc xung đột Ukraine. Đây là tuyên bố được đưa ra khi Nga đưa lại lập trường mới đối với các tàu vận chuyển hàng hóa đi qua Biển Đen. Nga cũng tuyên bố các khu vực phía Đông, Nam và Tây Bắc của vùng biển quốc tế Biển Đen tạm thời không an toàn cho hàng hải. Bộ này cho biết nhưng không đưa ra chi tiết về các khu vực của biển sẽ bị ảnh hưởng. Ukraine cho biết họ đang thiết lập một tuyến đường vận chuyển tạm thời qua Romania, một trong những quốc gia láng giềng ở Biển Đen. Vasil Skurakov, quyền bộ trưởng phụ trách cộng đồng lãnh thổ và phát triển cơ sở hạ tầng của Ukraine cho biết, trong một bức thư gửi cơ quan vận tải biển Liên Hợp Quốc, tổ chức hàng hải quốc tế rằng mục tiêu của nó là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ chặn vận chuyển quốc tế ở phía tây bắc của Biển Đen. Kiev vừa cho biết Nga đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc dành cho xuất khẩu trong các cuộc tấn công quy mô lớn quanh cảng Odessa phía tây nam của Ukraine. Nga đã bắn tên lửa vào khu vực Odessa phía nam của Ukraine trong hai đêm liên tiếp, đánh vào các cảng trên Biển Đen sau khi rút khỏi một thỏa thuận ngũ cốc cho phép tàu chở hàng qua lại an toàn. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết 60.000 tấn ngũ cốc cũng bị phá hủy tại cảng Chernomorsk ngoài ô Odessa. Thông tin ban đầu được biết số ngũ cốc này sẽ được xuất khẩu vào thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Ukraine cũng thông tin thêm về thiệt hại của cuộc tấn công, cơ sở hạ tầng ngũ cốc của các thương nhân và vận chuyển quốc tế vào Ukraine như Canaan, Viterra và tập đoàn CMA CGM bị thiệt hại nặng nề nhất. An ninh lương thực của thế giới một lần nữa gặp nguy hiểm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết Nga đang cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng thỏa thuận ngũ cốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên trang mạng xã hội: "Những kẻ khủng bố Nga cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của thỏa thuận ngũ cốc và mọi tên lửa của Nga không chỉ giáng một đòn mạnh vào Ukraine mà còn với tất cả mọi người trên thế giới muốn có một cuộc sống bình thường và an toàn." Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng quân Nga đã tấn công khoảng 1 triệu tấn thực phẩm tại các cảng mà đáng lẽ ra phải được chuyển đến các nước châu Phi và châu Á. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường lá chắn bầu trời cho Ukraine, cho biết thêm rằng ông đã chỉ thị quân đội tăng cường an ninh cho các cảng ở Odessa. Trước đó, Moscow đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép vận chuyển ngũ cốc quan trọng. Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận, Điện Kremlin đã cảnh báo về những rủi ro đối với tương lai xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Liên Hợp Quốc đã lập luận rằng những người nghèo nhất thế giới sẽ phải trả giá nếu thỏa thuận này sụp đổ, và các nước phương Tây đã phản đối việc Moscow ra đi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!